Nhượng ơi, ông Nhượng ơi, ông Trang đi, tôi bảo ông Nhượng ơi, ông Trang đi, ông Trang đi, tôi bảo cái này ông Nhượng ơi. Ôi trời ơi, Trang đi, tôi nhờ chứ ông Nhượng ơi. Trang đi, Trang đi. Ôi trời, ông buồn cười thật đấy, chỉ từ đấy ra giờ quậy mãi mà chẳng thấy đâu. Thì tôi hỏi cái này đi, tôi hỏi cái này đi. Ôi trời ơi, tưởng cái gì chứ, khổ lắm. Lương thì tôi ứng trước 3 tháng rồi. Bây giờ làm sao mà có tiền giả bây giờ? Ôi trời, quá. Thế còn vẫn quyết tâm đi Sài Gòn đấy. Vâng ạ, 10 phút nữa là xe đến đón con ra sân bay rồi. Vậy là tất cả những gì muốn nói với con không thay đổi được, con không được nghe. Thôi, bố đừng nói giả con nữa. Thế bố không nhớ ngày xưa, ông bà cũng không cho bố theo đuổi con đường nghệ thuật. Ông bà ép bố phải cưới vợ, để cho đoàn cán bộ Kim Khải Hưng không nhận bố, do bố đã vi phạm biên chế của đoàn. Nhưng mà bố vẫn trốn ông bà vì theo khát vọng và đam mê của bố đấy không? Ngày xưa là bố chưa nếm cái mùi nhọc nhằn cay đắng của cái nghề này. Bây giờ thì mà đấy còn thấy thế. Suốt cả một đời bố sống dưới ánh đèn, bây giờ cũng có cái gì nhỉ? À, nhà thì ở thuê, mua được cái căn hộ chung cư, thì cứ tháng nào cứ đến ngày gọi là lộp cả gốc cả lãi là bố thoát hết cả mồ hôi. Theo con đi. Cũng một phần là bố. Thế hồi bố con trẻ còn khỏe, bố lại không biết tiết kiệm, không tích lũy được đồng nào. Thì bây giờ về già bố mới phát hiện ra. Ô hay con này, hồi trẻ là bố tiết kiệm chứ, bố tích lũy được một món để ăn một tuổi già. Nhưng mà ngày đó bố cứ nghe người ta dụ dỗ, rồi là chơi chứng khoán. Đầu tư cho nên là đến bây giờ nó mới chẳng tay thôi. Thôi, bố không nói cái chuyện tiền bạc kinh tế mà bố đang nói. Ai thì nói về câu chuyện ghép tư về đúng không? Con đọc sách nhiều con biết rồi. Ông ghép tư về là một nghệ sĩ hát bộ nổi tiếng của sân khấu kịch xưa. Trong lúc ông đang biểu diễn thì ông lại nhận tin cha mình trở bệnh nặng. Mặc dù vậy, ông không thể trở về và vẫn hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Trong lúc khán giả đang reo hò, cổ vũ, tán thưởng ông trong chẳng khó tay trên sân khấu, thì cũng là lúc cha mất trên đường vậy. Cũng chẳng riêng gì quét cái bề đâu. Mà ngay chính bố đấy. Một ông quét cái bề sống này. Ngày đó, bố đang một biểu diễn thì được tin ông nói con sắp mất. Thế là bố vội vàng lên chiếc xe tải để về với ông. Về đến nhà, ông không nói được gì nữa. Nhìn thấy bố, hai hàng nước mắt ông trào ra, rồi nấp lên mấy tiếng, rồi ông đi. Con đừng mon men cái nghề này nữa không? Nó khổ lắm.
cực lắm mà có được cái gì đâu. Đây, con thấy đấy, đến bây giờ bố có cái gì đâu. Lắm mối, tối mối là không đúng không?
những cái mệnh cũ ấy là một việc tổ nghiệp ấy, mình giải thế là quá tuyệt vời rồi. Thế nên còn cái con này nó sinh năm bao nhiêu? À, cháu nó sinh năm 1996. Bính Tý à? Vâng. Bính Tý là dạng hạ thủy. Nó cũng có thủy như vậy. Thế nhưng mà cái nước này nó chỉ là cái nước khe thôi. Đây cái nước nguồn thôi. Đây nước chảy đâu, đất không bả đấy. Thế nên nó không được nhiều nước. Đấy, thế bây giờ mày làm gì ở đâu? Ôi, cháu nó cũng làm nhiều việc lắm. Nhưng mà nó bỏ hết rồi. Bây giờ đang định nhà Nam Tiến để tìm việc ở trong đấy. Thì chết, giả nó phải chắc Nam Tiến. Thế mày đi Nam Tiến làm gì? À, cháu thích Sài Gòn. À. Cháu là cháu thấy Sài Gòn là một thành phố hoa lệ. Đúng rồi. Rất là nhiều cơ hội dành cho những người trẻ như cháu. Ừ, đúng rồi. Sài Gòn lại còn... Sài Gòn là đất đại ngoại. Đấy, dân tứ chiếm là của nhau hết về Sài Gòn, thậm chí là kinh tế vững vàng hơn dân Sài Gòn rất nhiều. Đấy, kể cả nhá, một số nghệ sĩ ở miền Trung, ở miền Bắc ấy, có một tí thành công luôn là phải nhau vào cái đất đại ngoại đấy, đi vào Sài Gòn đấy, để được thành danh. Đấy, còn những nghệ sĩ nổi tiếng ở Hải Ngoại, nhưng mà bây giờ họ vẫn quay về cái đất đại ngoại. Đấy, để khán giả Sài Gòn tôn vinh mình lên một lần nữa. Đấy, để nổi tiếng thêm lần nữa. Đấy. Nhưng mà này, đứa bọn này, mày vào đấy trận cướp trận đáo ấy, nên nếu mà có gì thì phải bảo bố mày. Đấy, phải bảo ngưng nhau gì để ông cho đi nước. Tôi cũng nói với cháu nhiều rồi, nhưng nó không nghe. Nó cứ đòi vào cho biết thôi. Thế mà chú cũng không. Tôi có cái chú em bảo là cho nó đi tiếp viên hàng không. Tốt quá. Nhưng mà nó không chịu. Thế thì chú lại bảo là cho nó đi làm trợ lý giúp việc cho hội đồng quản trị của một cái tập đoàn rất là lớn. Mà nó thích lương bao nhiêu chú nó cũng chịu. Thế mà nó không nghe. Cứ dứt khoát muốn vào Sài Gòn để làm diễn viên những người mẫu tự do. Ôi giời, diễn viên đóng phim à? Ôi trời ơi, mày thích đóng phim gì? Đó. Sài Gòn ấy. Người là phim nhảy nhà phim. Đấy, phim toàn ba cái trung tâm thôi. Diễn viên đóng kịch chuyển cho nó phim. Một diễn viên đóng phim thì nhau sang nó thôi. Để tăng thêm thu nhập. Đấy, nhưng mà đây, thế mày có tài không? Mày có sắc không? Thực ra tao nhìn mày thì dáng thì tương đối. Thế nhưng còn về cái mặt sắc của mày thì tao thấy nó tầm trung thôi. Đúng không? Vâng. Công nhận là cháu không đẹp lắm. Ừ, đấy, cuộc đời như là không đẹp là hỏng nhá. Bây giờ ở đời là phải có sắc, nên là phải xinh. Đấy, chứ còn mày không có sắc mà mày cũng chẳng đẹp đấy. Mày không có cái diện gọi là mỹ nhân nghiêm thủ tổ đức. Nó không có cái diện là mỹ nhân hoa hồng. Còn ngưng thì tấn công mông của hoa cổ. Đấy, thì đọc cái gì làm được. Nếu mà không có sắc, đừng bao giờ mơ là anh hùng cứu người đẹp trong cơn biến cực nhá. Bây giờ những trẻ con nó có cái chèn của thả khóc trên trẻ hơn còn hơn là một cơn trên xe tải. Và mặt cái con này nó tầm tầm thế này khóc trên đất được trên xe hơi nhưng mà mở lên ngồi xuống ngay. Thế bây giờ không lẽ theo cùng với cái đứa sống xấu như cháu là phải ngồi chờ chết ạ? Có quá tao không bảo mày phải ngồi chờ chết, nhưng mà cái sắc của mày nó tầm tầm như thế này ấy, đây chẳng có phim đâu. Đừng mơ, chú ạ. Chú ấy quên cái là đúng với con ạ. Cho nên là, đấy, tôi cũng nói với cháu mà nó không chịu nghe. Này, cái con này nó giả trả thôi. Chú ạ, cái con này nó không làm cái phim đâu. Không phải bắt ở nhà, nhá. Nó phải ở cái đất này, chứ nó đi đất khác là tôi đấy. Nó toan luôn. Thôi thôi, chú đừng phim giọng ở đường nữa. Cháu đã quyết rồi, cháu đi là cháu sẽ đi. Con rất yêu bố, con rất thương bố. Nhưng mà con sinh ra là một bản thể. Và con hứa với bố là con sẽ không chết đi như một bản sao. Con sẽ nối nghiệp bố. Bây giờ con phải ra sân bay rồi, trễ giờ của con. Con chào bố nhé. Cháu, chú đang gọi cảnh xe ạ. Biết lại hả con? Bố ở nhà thuốc uống dầu nhá.
Làm sao không ai biết? Ủa, cái cách để con bây giờ ấy, là kinh nghiệm nó thiếu, nhưng mà tự tin thì nó có thừa. Khi con dành con thì nó giống y hệt như mấy con từ bướm nhé. Cứ bố mẹ nói cái cứ nhẹ 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 không vào được. Cũng may mà tôi chỉ có một con bé này nghe ăn nước, chứ không giống như nhà chú đông từ mấy đứa chắc còn chết. Này, rất là ngon, cụ còn đứa nước mà. Thế nào? Qua cái cụ có cái thằng người đông ngắn ngắn nghe đây. Đầu nó sẽ đua cho cái này. Bỏ qua cái thằng quý sử 1973. Hay là hay giảm cái chế cái thằng cái thằng phải ra đây rồi. À, cái thằng là hôm trước vừa rồi là nó gạt vỡ một cái thằng thanh niên dám chê là đàn ông Việt Nam thứ tư thế giới, nhưng mà riêng nó thì đủ nhất Việt Nam ấy. Thằng xỉu đi thế bạn. Rồi. Cái thằng đấy là nó thích cả nghề đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nó cũng đang đi theo nghề của tôi ấy, nhưng mà không biết là nó làm mắng có đưa ra cái gì không? Cũng lo lắm. Ôi. Nó làm cũng lắm chưa? Ôi trời ơi, này. Cô cũng như thế, cô cũng đâu. Thế thì một cái con kia lọt theo cái nghiệp của cụ. Mà bây giờ lấy cái thằng này, một mẫu nó lọt theo cái nghiệp của cụ. Cái thằng này mặc xấu như thế thì đóng ra là vinh. Đây bây giờ này, cái lũ cái con thanh niên bây giờ nhá, to cao đẹp dài nhá. Nó còn đứng đầu cho chúng cánh gà thì đậm đạo diễn rồi họ chạy vút mất vào sân khấu. Đấy chưa kể, hậu trường còn là vinh. Đấy chứ là to cao đẹp dài nhá, ống vẩy đàng hoàng, vẫn ngồi mãi chỉ đậm và đóng một cái bàn của chúng. Đấy, còn không mà nó còn ế đầy. Thì cái thằng nó, như thằng con này cụ đấy thì đọc sao được. Theo em này nhá, bây giờ này, tốt nhất là bây giờ này, như cái thằng ấy cụ kiếm cho nó nghề, ví dụ như nghề trông xe. Đấy, nghề bảo vệ này, hoặc là cung mê này. Đấy, cái nghề nó không cần phải đem ra đây, nó không cần cho chúng ta. Cụ nhá, chứ còn cụ mà cho nó theo nghiệp, cụ toàn đưa cả không. Thế nhưng mà nói mãi chúng nó chẳng nghe. Thôi thì đất cũng chừng trời thì trời chừng đất là chúa. Mà tôi hỏi là chú xem hộ tôi xem mà hai đứa con nhà tôi sau này nó có ra gì không? Ra gì chứ? Ra gì à? Đại gia Trần Đất hay vai thiên lô trong Cặp Nhau Cuối Năm, Táo Quân.
gắn liền với nhiều vai diễn có vẻ ngoài quê mùa, xuề xòa đến tuyển toàn, chân chất. Ở trên màn ảnh là vậy, nhưng ngoài đời anh rất đa tài, có thể đảm đương nhiều vị trí, từ diễn viên, biên kịch, đạo diễn. Anh còn là giám đốc của chỉ hãng phim do anh sáng lập và điều hành, chuyên sản xuất những series hài. Nổi bật trong số đó chính là đại gia Trần Đất. Ngoài Trần Bình Trọng, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng còn có một cô con gái cũng theo nghiệp diễn xuất của bố, đó là diễn viên Jenna Anh Phương. Anh Phương sinh năm 1996, vì đam mê diễn xuất từ nhỏ nên cô luôn được bố ủng hộ. Sau khi tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội, được diễn viên vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Anh Phương từng đoạt giải top 10 hoa hậu du lịch Việt Nam với hai giải vụ người đẹp gương mặt khả ái và người đẹp được yêu thích trên TikTok. Không những vậy, cô xuất hiện trên một số game show, tham gia đóng MV Túy Họa cùng KICM và Sexy. Năm 2021, anh Phương có cơ hội thử sức ở lĩnh vực phim truyền hình. Cô vào vai Thùy Dương trong phim Anh Có Phải Là Đàn Ông Không. Xuất thân là một diễn viên và không có kinh nghiệm sân khấu, nhưng hành trình của Jenna Anh Phương tại Trường Sinh Một Cặp rất rực rỡ. Cô liên tục đổi với mình trong từng vòng thi, đem nhiều màu sắc khác nhau đến với khán giả và luôn hỗ trợ cho đội trưởng Thảo Trang. Nhờ sự nỗ lực quyết tâm, anh Phương đã xuất sắc giành giải Á quân chương trình Trời Sinh Một Cặp mùa 7 năm 2023. Thank you.
Vâng ạ, xin được chúc mừng gia đình của nghệ sĩ Trần Hương đã vừa tặng cho khán giả một tiểu phẩm rất ý nghĩa. Em xin mời ba nghệ sĩ có thể bước ra đêm một chút không ạ? Dạ vâng.